cho Thảo xin tràng pháo tay thật lớn nữa để cổ vũ tinh thần học tập của tất cả cô chú anh chị. Vì học là nhìn thì nó rất là đơn giản nhưng mà nó không có nhẹ nhàng tí nào, đúng không anh chị? Chỉ có ngồi thôi đúng không anh chị? Nhưng mà ngồi mà không hấp thu hết thì cái ngày đó của mình nó bị mất giá trị, đúng không? Lãng phí. Thảo cũng học rất là nhiều. Mấy ngày nay thì cũng tập trung ôn tập để học và thi, luyện chứng chỉ. Tất tần tật các kiểu, cho nên là Thảo hiểu các cảm giác của tất cả các anh chị. 3 ngày học tập liên tục mà đến giờ phút này vẫn còn ngồi đây rất là vui vẻ, tỉnh táo và rất là hào hứng và rất là sảng khoái, đang chào đón và hứng khởi để nghe, đúng không anh chị? Có hứng khởi không ạ? Có thì Thảo mới chia sẻ để mà móc hết tâm can ruột gan ra để trao hết cho tất cả các anh chị, được không ạ? Thấy hào hứng như thế nào các anh chị? Lâu nay thường thường lên sân khấu thì không có cầm bí kíp theo, nhưng mà hôm nay là nhiều thứ quá cho nên là phải tổng hợp bí kíp lại, chứ không là lên đây là nhiều cái đưa hết ra thì là các anh chị bị tẩu hỏa. Nên là chiều hôm nay Thảo có một cái khoảng thời gian khoảng một tiếng đồng hồ chia sẻ với tất cả các anh chị về cái ước mơ, mục tiêu, kế hoạch, hành động trong cái sự nghiệp kinh doanh của mình. Và đầu tiên thì Thảo cũng cho xin tất cả các anh chị một tràng pháo tay để cảm ơn thầy Trần Hiệu Vân kính yêu của chúng ta và tất cả các lãnh đạo trong hệ thống Radio Nam A đã tin tưởng và giao cho Thảo cái nhiệm vụ cũng gọi là gì rất là nặng nề và cao cả như thế này, được không các anh chị cho Thảo tràng pháo tay thật hào hứng đi các anh chị. Thì trước đây thì Thảo đã chia sẻ với tất cả các anh chị á, là ngày xưa thì Thảo kinh doanh cửa hàng ăn uống. Mình nỗ lực rất là nhiều, từ một người rất là bình thường, không có gì ở trong tay, vào Hồ Chí Minh cùng với bố mẹ lập nghiệp. Thì thông qua cái ước mơ của mình, vì mình có ước mơ cho nên là gì ạ? Cái thái độ của mình với cái công việc của mình và cái thời gian của mình nó rất là nghiêm túc. Nó rất là nghiêm túc các anh chị, vô cùng nghiêm túc. Thời Thảo 15 tuổi nhưng mà hầu như là mình làm việc và học tập kín thời gian. Không có đi chơi cũng không có la cà. Người ta đi làm về rồi sau đó là đi chơi, còn mình á, thì đi làm về, tìm thêm việc về nhà để làm, và làm xong đó là gì ạ? Tranh thủ đi học thêm, và học chữ xong rồi đó là gì ạ? Tranh thủ đi học nghề. Cả hai ba cái nó song song như vậy. Và Thảo thấy hình như là gì ạ? Hầu như là lúc nào cũng công việc, và lúc nào cũng học hành, và lúc nào cũng là gì ạ? 12 giờ, 1 giờ đêm và sau đó là gì ạ? 4 giờ sáng là dậy rồi các chị. 4 giờ sáng là phải dậy rồi. Dậy để đi làm, 5 giờ vào ca làm thì là 4 giờ phải dậy rồi. Và nhà lúc đó thời đó không có đồng hồ luôn các chị. Và mình cứ canh giờ đó là gì ạ? Cứ ngủ chập chờn giờ đó là nhất định là gì ạ? Phải canh giờ để dậy. Và sau đó là cái nhà đối diện của mình có cái đồng hồ thì phải leo lên cái tường. Leo lên một cái tường rào của người ta đó các anh chị, nhìn vào cái song cửa mà cái khe đó các anh chị mới nhìn thấy được cái đồng hồ của người ta, và sau là biết là giờ đó là mấy giờ, và 4:30 là bắt đầu là gì á, đi làm. Vì nó khó khăn như vậy cho nên là gì á, mình phải gì á, quyết tâm. Người ta có thì mình cũng phải có, mình tự xây dựng cái ước mơ cho mình các anh chị. Và lúc đó đâu có thầy để xây dựng ước mơ cho mình đâu, đúng không các anh chị? Đâu có cái người thành công mà xây dựng ước mơ cho mình đâu các anh chị. Mà mình nhìn gì ạ? Cái bối cảnh xung quanh mình, những người xung quanh mình.
Mình nhìn là cuộc sống của những người xung quanh mình, họ có cuộc sống mà mình mơ ước, để mình xây dựng ước mơ cho mình. Thế thì thông qua 3 ngày các anh chị ở trong Đại hội Thành công, và thông qua là gì ạ? Nhiều lần các anh chị ở Đại hội Thành công, thì các anh chị có biết được rằng là gì ạ? Cuộc sống của Diamond nó như thế nào, cuộc sống của Emerald nó như thế nào, cuộc sống của Latinum như thế nào không ạ? Biết chưa ạ? Có biết không ạ? Nếu như mà mình không biết được cuộc sống của những người đó như thế nào thì hôm nay các anh chị gọi điện cho lãnh đạo Khôi với lãnh đạo Sáu Xương hỏi coi là gì ạ? Ở Đà Lạt Agency nó gì ạ? Nó đẹp cỡ nào? Nó mát cỡ nào? Nó gì ạ? Thơ mộng cỡ nào? Tuyệt vời lắm các anh chị. Tại vì khi mà Thảo bắt đầu lên Emerald thì mỗi năm Emerald được đến đó, được đến đó du lịch nghỉ dưỡng 3 ngày 2 đêm ở trong cái khu resort đẳng cấp ở Đà Lạt. Nó đẹp vô cùng, nó rất là thơ mộng. Và gì ạ? Đến đó các anh chị được gì ạ? Được dạy cho các anh chị cách ăn như thế nào là ăn của gì ạ? Của quý tộc. Ăn như thế nào là ăn của gì ạ? Trưởng giả. Được không ạ? Mình là người bình thường nhưng mà đến đó được đào tạo, được dạy cho mình được những nhân viên của nhà hàng khách sạn 5 sao á các anh chị, hướng dẫn cho mình là gì ạ? Ăn như thế nào để gì ạ? Ăn 5 sao. Cầm muỗng, cầm nĩa, uống rượu vang như thế nào để cho nó có dáng của người thành công. Của người quý tộc, được không các anh chị? Các anh chị yên tâm đi, khi mà các anh chị lên cấp bậc đó là các anh chị được gì ạ? Dạy cách ăn nè, dạy cách đi lại nè, dạy cách đứng trên sân khấu nè, nói chung là gì ạ? Cái gì mình cũng được học hết á, học của gì ạ? Người năm sao trở lên, được không các anh chị? Cho nên là gì ạ? Bây giờ các anh chị đừng có ngại, sau này không biết làm sao mà mình vậy ạ? Đứng trên sân khấu này mình cầm được cái mic này, không biết làm sao mình vậy ạ? Mình cầm được cái ly rượu vang giống như các anh chị đang ở gì ạ? Ở New Zealand đúng không? Chụp hình đem gửi về các anh chị vào group các anh chị thấy đó mà. Là uống rượu rồi gì ạ? Rồi nhảy múa rồi gì ạ? Chơi rất là nhiều trò chơi rất là đẳng cấp. Lỡ như mình thành công mà mình đi đến đó thì làm sao mình làm được những điều đó, đúng không anh chị? Có không? Có sợ không? Có. Ngày xưa Thảo, khi mà Thảo vào Amway, Thảo đi dự cái sự kiện đầu tiên Amway ở nhà hát Hòa Bình, thì lúc đó thì Thảo thấy một cái lãnh đạo của Amway lên Latinum. Lên Latinum thì được mời lên trên sân khấu. Từ ở dưới hội trường có 200 người thôi các anh chị, thời đó Amway mới có một năm mà, thì lên cấp bậc Latinum là rất là to rồi. Cho nên là gì ạ? Từ ở dưới sân khấu là gì ạ? Được mời lên, sau rồi được tặng hoa, sau đó gì ạ? Cầm mic chia sẻ. Thảo nói với ước gì á mình được đứng trên sân khấu này, đứng trên sân khấu đó được tặng hoa nhưng mà đừng có nói, đúng không? Vì nói là sợ muốn chết luôn rồi, đúng không ạ? Hoa thì muốn cầm, hoa thì được ôm, hoa thì được mà muốn được tặng, nhưng mà gì ạ? Để cầm cái mic này chia sẻ thì sao ạ? Vô cùng sợ. Có rất nhiều anh chị sợ như vậy không ạ? Có, đúng không? Và thời đó Thảo sợ như vậy các anh chị. Muốn thành công nhưng mà sợ gì ạ? Sợ nói, sợ đứng trước tất cả các anh chị. Thì sợ nhưng mà làm được không? Được không ạ? Vì mình có ước mơ, đúng không các anh chị? Vì mình có ước mơ cho nên là gì ạ? Mình sẽ có cái thái độ học tập và luyện tập. Nếu như các anh chị không có ước mơ thì các anh chị sẽ gì ạ? Cái thái độ sáng nay lãnh đạo Bá chia sẻ với các anh chị sẽ không gì ạ? Không làm được, đúng không các anh chị? Không có một cái thái độ tốt được. Vì mình có cái ước mơ đó, mình mong muốn điều đó, cho nên là bản thân mình tự muốn gì ạ? Thay đổi
và tự muốn có những điều đó, đúng không? Không cái ông tiến trên nào mà bắt các anh chị làm được hết á. Thật sự ngày đó ông tiến trên của Thảo cũng không thể nào bắt Thảo làm được điều đó, mà vì Thảo mong muốn điều đó, Thảo mơ ước điều đó. Và khi mà Thảo biết được rằng là gì ạ, lên trên sân khấu này được tặng hoa như vậy, thì Thảo bắt đầu nghe biết và hiểu là trong cái OBB là Latinum được cái gì, đúng không? Latinum thì được cái gì? Được tưởng thưởng du lịch một năm một lần, đúng không ạ? Đúng chưa? Bây giờ các anh chị Latinum đang đi du lịch ở Đà Lạt, à, sướng lắm, tuyệt vời. Vào trong đó mấy ngày nắng nóng này mà vào trong đó thì thôi các anh chị. Ê, mỗi năm thì thời mà Thảo ba cứ một năm thì đi 3 ngày á, nghỉ dưỡng ở đó, sau rồi được ăn uống rồi vui chơi rồi được huấn luyện học tập rất là nhiều thứ. À, thì ăn thì các anh chị ơi, ăn thì sáng tới chiều, các anh chị muốn cái gì cũng có, xung quanh các anh chị lúc nào cũng có đồ ăn, xung quanh các anh chị cũng lúc nào cũng vậy, có người phục vụ, không phải lo. À, và cái đặc biệt là gì ạ? Huấn luyện năng lực các anh chị. À, thì sau khi mà Thảo biết được mình mong muốn điều đó, thì về Thảo bắt đầu nghe kỹ lại OBB. À, bây giờ các anh chị chưa nghe cái bài OBB kỹ á, thì các anh chị phải gì ạ? Về nghe kỹ lại và lấy cái quyển Cẩm Nang Kinh Doanh ra. Vì trong cái bài cái quyển OBB á, là cái quyển OBB là quyển OBB tạm, đúng không các anh chị? Tạm mình in ra để mình có cái tài liệu để mà mình đi làm việc thôi. Còn cái quyển Cẩm Nang Kinh Doanh á, là gì ạ? Từng câu, từng từ, từng chữ, từng đồng tiền, từ cách tính đều được là gì ạ? Chứng nhận hết rồi. Là chắc chắn thì mới vô đó, đúng không ạ? À, chắc chắn các bạn phấn đấu, các bạn nỗ lực, các bạn được điều đó là chắc chắn, đúng không? Thì bạn vào trong đó, bạn đọc quyển Cẩm Nang Kinh Doanh, bạn lên Latinum được cái gì, lên gì ạ? À, Founder Latinum được cái gì, lên Emerald được cái gì, lên Diamond được cái gì, và lên FC là được cái gì, và cuộc sống của FC như thế nào, thì bắt đầu là gì ạ? Vào gõ vào cuộc sống FC, đúng không? Thì lúc này là gì ạ? Ước mơ của các bạn tự ước mơ. Thảo viết chữ không có đẹp đâu nha các anh chị. Ước mơ nè, mục tiêu nè. Bây giờ Thảo nói ước mơ trước nha. Kế hoạch. Hành động. Hành động để thực hiện cái này, đúng không các anh chị? Khi mình có ước mơ rồi thì mình mới bắt đầu có mục tiêu. Mục tiêu và ước mơ hai cái khác nhau hoàn toàn. À, rất là nhiều người nhầm giữa ước mơ và mục tiêu. Mục tiêu tôi có cái nhà, nhưng mà nó không có rõ ràng. Cái ước mơ có cái nhà thì nó chưa có rõ ràng. Nhưng ước mơ có cái nhà mà không có mục tiêu á, thì là gì ạ? Không thực hiện được ước mơ đó, đúng không ạ? Nhưng mà có mục tiêu mà không có ước mơ á, thì cũng không có làm được, đúng không các anh chị? À, cho nên là gì ạ? Đầu tiên ngày hôm nay các anh chị học rất là nhiều, các anh chị nghe rất là nhiều, các anh chị nạp vô cho mình rất là nhiều. Nhưng quan trọng các anh chị phải xác định được mình muốn cái gì, mình muốn cái gì. Muốn nó quan trọng lắm các anh chị, đúng không ạ? Mình muốn cái gì đây? À, Thảo thì thời đó Thảo muốn gì ạ? Muốn được vinh danh, muốn được tưởng thưởng, và muốn gì ạ? Muốn đảm bảo cho tương lai con cái của mình, được không ạ? Thì khi mà mình xác định được là gì ạ? Mình muốn rồi, thì bắt đầu là mình xác định mục tiêu. À, cho nên là hôm nay cái lưu trình của mình là gì ạ? Không
có cái nội dung là lý do các anh chị tại sao làm ăn quay. Là cái này nè các anh chị. Đúng không ạ? Tại sao cái ngày hôm nay các anh chị ngồi đây? Và tại sao hai ngày hôm qua hôm kia các anh chị ngồi ở trong hội trường đó? Đúng không ạ? Hay là tự nhiên vô cớ mình đến đó mình ngồi? Mình phải xác định là gì, mình mong muốn điều gì. Và phải xác định cho rõ ràng nha các anh chị. Có rất là nhiều anh chị đi đại hội thành công rất là nhiều lần nhưng chưa biết mình muốn gì. Thảo đi theo sát một một, các anh chị đi nói chuyện một một. Rất là nhiều bạn là ở đại hội thành công, có thể là 5-6 cái đại hội thành công rồi. Nhưng bây giờ hỏi bạn muốn gì? Bạn mong muốn điều gì? Bạn cần cái gì ở Amway? Con không biết, em không biết. Thì không biết thì làm sao mà mình gì ạ? Mình có mục tiêu để mình thay đổi được, đúng không anh chị? Đúng không ạ? À, mình còn không biết mình muốn gì thì làm sao mà gì ạ? Thực hiện nó, đúng không ạ? Và tuyến trên, không có tuyến trên nào mà gì ạ giúp cho các anh chị được là gì ạ? À, các anh chị muốn gì hết, chỉ có anh chị muốn gì. Thì khi không biết, bạn không biết bạn muốn gì thì bạn vào đại hội thành công bạn phải nghiêm túc lắng nghe tất cả các câu chuyện của các lãnh đạo ở trên sân khấu, và đặc biệt là câu chuyện thành công của thầy Trần Duy Vân. Nếu như mình không có câu chuyện thành công của thầy Trần Duy Vân thì sao ạ? Đi tìm, xin để mà nghe lại, đúng không các anh chị? Để mình xác định được là gì ạ? Mình mơ ước điều gì, mình mong muốn điều gì. Ở Amway cho chúng ta tất cả. Bạn muốn cái gì, Amway cho bạn tất cả. Ví dụ như là bạn bây giờ bạn nỗ lực, bạn phấn đấu, bạn làm lên tới diamond. Sau đó là gì ạ? Thừa kế cho con mình. Thì con mình nó bắt đầu từ diamond trở lên. Có được không ạ? À? Quá được đi chứ, đúng không các anh chị? À, thì con mình, ước mơ của con mình nó sẽ làm FC. Thì nó sẽ gì ạ? À? Sau này nó FC nó sẽ gì ạ? À? Có chuyên cơ riêng, có biệt thự ở các cái hòn đảo ở Việt Nam, được không? Được. Nhưng mà mình, ước mơ của mình thì dạ, mình có thể là mình không thực hiện được điều đó, đúng không các anh chị? Được. Nhưng mà mình làm lên tới diamond rồi thì con mình bắt đầu từ diamond nó làm lên FC, thực hiện ước mơ đó cho lại gì ạ? À? Ngược lại cho chính mình, được không các anh chị? Được. Được không ạ? À? Được. Đó là mình. Cho nên là vậy, bạn xác định bạn muốn cái gì đó. Có rất là nhiều bạn làm lâu ngày không lên là vì mình chưa biết mình muốn cái gì. Bạn đi đại hội thành công rất là nhiều lần nhưng mà bạn chưa biết bạn muốn cái gì hết. Đúng không ạ? À, cho nên là phải xác định được là gì ạ? Ước mơ. Ước mơ 5 năm nữa bạn là ai? Ước mơ 5 năm nữa bạn có cuộc sống như thế nào? Ước mơ 5 năm nữa bạn có cuộc sống tương lai cho con cái của mình như thế nào? Ước mơ 5 năm nữa bạn cho con cái bạn ăn học và có điều kiện sống như thế nào? Ước mơ 5 năm nữa bạn báo hiếu như thế nào? Và gì ạ? Bạn gì ạ? Báo đáp xã hội như thế nào? Cho mình, cho gia đình mình và cho xã hội nữa, đúng không các anh chị? À, cho nên là gì ạ? Bạn xác định bạn muốn gì thì thái độ của bạn sẽ thay đổi. Khi mình, Thảo chia sẻ với các anh chị là khi mà Thảo bắt đầu đi đại hội thành công á, mà Thảo xây dựng được niềm tin, cái mong muốn của Thảo có rồi, cái mơ ước của Thảo có rồi, cho nên Thảo mới về bắt đầu là gì ạ? Tìm cách, nghĩ cách bảo trợ chồng của mình. Chứ không có ông tiến trên nào bảo trợ trợ được chồng của xã Thảo hết. Cũng không có ông quốc tế nào mà đến mà thuyết phục được ông xã Thảo đi đại hội thành công hết các anh chị. Thật sự là cứ mượn sức là ông này, mượn sức lãnh đạo kia, mượn sức người này, người kia đến nói. Càng nói, ông xã Thảo càng bực các anh chị. Càng nói càng bực, càng nói càng ghét. Tại vì người ta không thích Amway, mà những người Amway cứ tới nói Amway, người ta không liên quan gì đến người ta, đúng không các anh chị? Đúng.
Nhưng mà khi Thảo xác định được ước mơ của Thảo là Thảo cần giá trị trong Amway, đó là sự đảm bảo để có gì ạ, tương lai cho con cái của mình, thì lúc này Thảo tìm cách bảo trợ chồng của Thảo đi đại hội thành công ở nước ngoài. Được chưa ạ? Là thái độ của mình, cái việc làm của mình nó thay đổi hẳn. Không có ông tiếng trên nào biểu, không có ông tiếng trên nào kêu được hết, không có ông tiếng trên nào mà là gì ạ, giúp được hết. Đúng không ạ? Có phải là gì ạ? Giống như lời của lãnh đạo Ngọc Hà chia sẻ hồi nãy là bạn bảo trợ được chính mình. Đúng chưa ạ? Chỉ cần bạn bảo trợ được chính bạn. Và thầy nói một câu mà Thảo liên tục mà và ghi nhớ. Thầy nói là sau khi kết thúc đại hội thành công, bạn đừng nghĩ là bảo trợ ai, cũng đừng nghĩ bán hàng cho ai. Bạn chỉ cần bảo trợ được chính bạn thì bạn đã thành công. Cho nên xác định cái này quan trọng. Và có nhiều bạn, có bạn nhánh của Thảo hoặc là không phải nhánh của Thảo, Thảo có thể ngồi vài tiếng đồng hồ nói chuyện, tìm động lực và xây dựng ước mơ cho bạn, nói giá trị của Amway, xem bạn cần chỗ nào, bạn muốn chỗ nào. Và nói xong rồi bạn về mất ngủ một đêm, hai đêm, nhưng mà Thảo nói xong Thảo về Thảo ngủ rất là ngon, ngủ không biết gì luôn các chị. Nhưng mà sau đó là gì ạ? Một ngày, hai ngày sau ra, sao có mặt con bơ phờ vậy con? Con nói chuyện với má xong rồi con mất ngủ mấy ngày nay luôn. Là bạn đã gì ạ? Tìm được ước mơ của bạn thì bạn mới mất ngủ, đúng không các chị? À, khi bạn tìm được ước mơ của bạn thì đến đại hội thành công bạn gì ạ? Lên ngồi hàng thứ hai, ngồi hàng thứ ba rất nghiêm túc. Còn không thì cứ lại vào là gì ạ? Cứ trễ trễ mới vào, sau đó là ngồi vào thì ở dưới hàng cuối, lãng vãng vào, có gì ạ? Có xác nhưng không có hồn ở đại hội thành công. Thì có phải lãng phí thời gian không các anh chị? Rất là lãng phí thời gian và lãng phí gì ạ? Tiền bạc nữa, đúng không các anh chị? Hai ngày làm việc đúng mà, rồi tiền gì ạ? Thư mời nữa, đúng không các anh chị? Cho nên là gì ạ? Phải xác định được. Mà ước mơ rồi thì phải ước mơ thật là lớn. Đã mơ thì mơ cho lớn, mơ cho nó hoành tráng luôn được, không các anh chị? Cho nên là gì ạ? Xác định ước mơ của mình. Khi bạn xác định ước mơ của mình thì bạn sẽ thay đổi thái độ. Có phải là Thảo xác định được cái mục ước mơ của Thảo là cái thái độ của Thảo với gì ạ? Tiến trên của Thảo, với ông xã của Thảo, là Thảo thay đổi liền. Thay đổi như thế nào? Ngày xưa mình nóng tính, mình cọc cằn, mình nhăn nhó, mình khó chịu thì mình đổi nó ngược trở lại đi, đúng không các anh chị? Nhăn nhiều quá thì bây giờ đừng nhăn nữa. Nóng nhiều quá thì bây giờ gì ạ? Lạnh bớt đi, nhẹ nhàng bớt đi, đúng không ạ? Thì chỉ có mình mới là gì ạ? Làm được điều đó mà thôi. Chỉ có mình mới thay đổi được cái thái độ này. Và hồi sáng lãnh đạo Bá đã giảng khúc này rồi, đúng không anh chị? À, cần thái độ gì là các anh chị đã gì ạ? Đã nắm rồi, đúng không ạ? Có dễ không ạ? Rất là dễ, rất là dễ làm. À, liên lạc với tuyến trên, là phối hợp với tuyến trên, là đủ các kiểu, đúng không ạ? Không có phàn nàn tuyến trên, không yêu cầu tuyến trên, không gì ạ? À, oán trách gì, đủ các kiểu hết, đúng không ạ? Lúc này Thảo làm cho chính Thảo rồi thì Thảo đâu có oán trách ai nữa đâu hả? Đúng chưa? À, không oán trách nữa, mình làm vì mình. À, cho nên là gì ạ? Khi mà ước mơ có rồi thì xác định mục tiêu, thay đổi thái độ. Cho nhìn lại viết chiếc nha anh chị. Này nhập nhiều quá cho nên là giờ phải lấy lại viết chiếc. Xác định được, muốn. Khi bạn muốn rồi thì bạn có động lực. Có động lực. Động lực có phải là động lực thúc đẩy Thảo phải thay đổi không? Đúng không? Đúng không các anh chị? Đúng. Có động lực thúc đẩy Thảo
phải thay đổi. Thay đổi cái gì? Thay đổi cái năng lực của mình. Lãnh đạo Hà có giảng hay như thế, có hay hơn nữa nếu như các anh chị không có gì động lực thì cái năng lực OBB các anh chị không bao giờ có. Đúng không ạ? Sao Thảo thấy nóng quá? Trên này nóng quá. À, đúng không các anh chị? À, cho nên là khi mình có ước mơ, thái độ mình thay đổi thì mình sẽ có động lực. Động lực để gì ạ? Thay đổi, trưởng thành năng lực của mình. Năng lực có cái gì ạ? Năng lực cần có. Đây là các anh chị mới nha các anh chị. Năng lực cần có. Có gì? Các anh chị phải hỏi. Cần biết, cần có gì? Cái gì cần biết chúng ta biết chưa ạ? Cần biết, biết chưa? Biết gì ạ? Biết sử dụng sản phẩm chưa? Biết sử dụng sản phẩm một cách dạ chuyên nghiệp chưa? Cảm nhận sản phẩm chuyên nghiệp chưa? Nói cảm nhận sản phẩm chuyên nghiệp chưa? Yêu sản phẩm chưa? Chưa biết yêu sản phẩm, chưa biết cảm nhận sản phẩm, chưa biết sử dụng sản phẩm tốt thì chưa bảo trợ được mình. Đúng không ạ? Phải biết được là gì ạ? Những gì mình chưa biết. Cần biết những gì mình chưa biết. Đó là gì ạ? Biết liệt kê danh sách chưa? Có rất là nhiều anh chị học liệt kê danh sách 3 kỳ BTC rồi, nhưng hỏi danh sách có chưa? Dạ em chưa có thời gian để làm. Có không? Có. Nhiều không hả? Nhiều. Đó, cho nên là gì ạ? Học biết rồi đó, nhưng mà là gì ạ? Chưa biết làm. Đúng không ạ? Thế mình chưa biết làm cho mình thì làm sao vậy ạ? Làm cho người khác được. Đúng không ạ? Cho nên là hôm nay học liệt kê danh sách rồi thì sao ạ? Tối nay về liệt kê danh sách theo hướng dẫn của lãnh đạo Thành Chầu rất là gì ạ? Chi tiết. Đúng không các anh chị? Hướng dẫn rất là chi tiết rồi, liệt kê danh sách sao, phân tích sao 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 sao, hẹn gặp sao sao sao. Ngày bây giờ các anh chị là gì ạ? Học các anh chị sướng lắm rồi. Ngày xưa tụi Thảo đi học á, đi làm á, đâu có ai ở Việt Nam có kinh nghiệm đâu. Mà những cái học trò của thầy ở bên đó qua họ cũng chưa có thành tích các anh chị. Lãnh đạo Tưởng Tượng Vũ của lãnh đạo Dương Văn Vượng, thành tích lúc đó của thầy Tưởng Tượng Vũ ở bên đó 6%. 6% đi bảo trợ lãnh đạo Dương Văn Vượng thì hướng dẫn và dạy kiểu gì các anh chị? Đúng không? Và lãnh đạo mà gì ạ? Cái người bảo trợ quốc tế, thầy bảo trợ quốc tế của Thảo đó là gì ạ? Thầy Trần Đỉnh bảo trợ quốc tế cho Thảo thì tiếng Việt không biết nói mà cũng không có tiền để thuê phiên dịch nữa. Thì là ban ngày đi OBB, ban đêm về gì ạ? Tra từ điển. Tra từ điển xong nói một câu hai chữ bập bẹ thì Thảo nghe xong thì Thảo bắt đầu gì ạ? Phải động não, phải suy nghĩ, phải hiểu được họ nói gì, phải gì ạ? Từ một cái chữ đó phải phát ra cho mình gì ạ? Cái mà mình hiểu. Mà lỡ mà hiểu theo cái chiều tiêu cực thì sao, có chết không ạ? Chết chắc. Đúng không ạ? Cho nên là lúc đó rất là khó. Rất là khó, nhưng mà vì sao ạ? Có ước mơ, có thái độ cho nên có động lực để gì ạ? Hiểu nó ra. Suy diễn nó ra. Được không các anh chị? Được. À, cho nên là gì ạ? Các anh chị phải cần có cái năng lực mà mình chưa biết. Biết cái mình chưa biết. Đó là gì ạ? Biết minh họa sản phẩm. Có biết không ạ? Chưa biết đúng không ạ? Ai chưa biết thì? Thì học. Đúng rồi. À, biết OBB chưa? Chưa biết. Thì cái quyển OBB có không ạ? Trong đó thì công ty, sản phẩm, nhà máy như thế nào, thông tin đều có. Hồi xưa tụi Thảo làm gì có. Có, nhưng mà có cái hình ảnh của gì ạ? Của các thầy cô bên Trung Quốc đó các anh chị. Thì họ chữ Trung Quốc mà.
Mà cái thời đó các anh chị biết không ạ, Việt Nam mình dị ứng với Trung Quốc. Đưa cái quyển OBB ra toàn là tiếng Trung Quốc thôi. Đây là sản phẩm Trung Quốc rồi mà thêm đa cấp nữa, mà Trung Quốc nữa là coi như là xong rồi. Không dám đưa ra luôn các anh chị. Thật không dám đưa luôn. Mà hầu như cái gì của hệ thống Radio Nam A mình cũng liên quan đến Trung Quốc à. Cho nên là gì ạ? Rất là khó. Nhưng mà bây giờ là Việt Nam với Việt Nam hết rồi, đúng các anh chị? Đúng không? Các anh chị, lãnh đạo của các anh chị để các anh chị mượn sức cũng là Việt Nam hết rồi. Tất cả thông tin đều là Việt Nam. Thì đó là thuận tiện đúng không ạ các anh chị? À, cho nên là khi đó là gì ạ? Học, học những cái mình chưa biết. Học ABC được không ạ? Có nội dung ABC không ạ? Có. Thì bây giờ về nghe ghi âm lại, xong ghi ra và bắt đầu gì ạ? Là học, 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 học. Chưa biết là phải học. Học cái cơ bản lại. Vì cái đó nó gì ạ? Nó liên quan đến ước mơ của mình. Cho nên là nhất định phải học. Nhất định phải học. Rồi, học sử dụng sản phẩm, học minh họa sản phẩm, học hẹn gặp, học trả lời thắc mắc. Cái học trả lời thắc mắc đó quan trọng lắm luôn các anh chị. Học cách trả lời thắc mắc. Tiếng trên của các anh chị có trả lời thắc mắc lợi hại không? Có. Có mà, có. Thế thì làm sao ạ? Học. Đi theo người lãnh đạo tuyến trên có kinh nghiệm của mình để học tập năng lực. Học tập năng lực của người lãnh đạo. Lãnh đạo các anh chị hay lắm luôn. Có nhiều cái hay lắm luôn, nhưng mà đi làm thực tế thì lãnh đạo các anh chị mới xuất chiêu. Còn ngồi với các anh chị thì xuất nó không ra chiêu đâu. Có không ạ? À? Đúng không các anh chị lãnh đạo? Thực tế đi thực tiễn là gì ạ? À? Nhiều chiêu lắm. Nhiều lắm luôn. Xử lý tình huống rất là nhiều, trả lời thắc mắc rất là hay. Nhưng mà các anh chị ngồi đó, các anh chị hỏi các anh chị lãnh đạo, các anh chị thì các anh chị lãnh đạo là gì ạ? À? Tiệt. Nó không có thực tế. Đúng không các anh chị? Cho nên là mình chưa biết, mình đi học là phải gì ạ? À? Đi theo để sao chép, học tập năng lực của gì ạ? À? Lãnh đạo của mình. Đó là cái học gì ạ? À? Nhanh nhất, cái học thông minh nhất, cái học gì ạ? À? Tuyệt vời nhất. Đúng không ạ? À? Rồi. Rồi. Học xong rồi. Biết rồi. Làm chưa? Làm chưa? Biết OBB rồi, đi OBB chưa? Đúng không ạ? Có rất là nhiều anh chị gì ạ? Đọc cái quyển OBB cầm ra đọc, ok, đọc. Nhưng mà đi ra làm thì không dám làm. Giống như Thảo ngày xưa, nhát lắm luôn. Không dám đọc, không dám làm luôn. À, không dám làm. Nhưng mà Thảo được cái là các anh chị biết sao không? Vì cái ước mơ của mình, vì cái gì ạ? Cái mong muốn của mình, vì cái muốn của mình. Cho nên là gì ạ? Bắt buộc mình phải thay đổi. Thay đổi sao các anh chị? Khi Thảo không làm được chính thì Thảo làm phụ. Không đứng chính được thì phải đứng phụ cho một cách chuyên nghiệp. Bạn phụ một cách chuyên nghiệp rồi thì nhất định bạn sẽ đứng lên chính được. Vì cái người phụ là thao tác là gì ạ? Chuyên nghiệp rồi thì còn cái miệng nói nữa thôi, đúng không ạ? Mà cái miệng muốn nói được thì cứ lãnh đạo nói ghi âm lại xong về nghe xong gì ạ? Nói ra trở thành cái của mình thôi. Chứ còn nếu như mà mình gì ạ? Mình chính không được mà phụ cũng không được nữa thì cả đời các anh chị cũng không bao giờ làm được. Cho nên là Thảo thường nói với tất cả các bạn là gì ạ? Đến hội nghị gia đình, đến hội nghị trung tâm là bạn là người tham gia, đừng làm người tham dự. Người mới có quyền tham dự, còn người cũ nhất định phải tham gia. Tham gia rửa rau, tham gia rửa chén, tham gia gì ạ? Bật bếp, tham gia gì ạ? À, sắp nồi, cái cách mà bày nồi triển lãm lên trên, bày sản phẩm triển lãm lên trên bàn, nó là gì ạ? Một cái gì ạ? Một cái nghệ thuật các anh chị.
chứ không phải muốn bày sao bày, muốn để sao để là nó dạ bắt mắt đâu. Tối nay có chương trình triển lãm sản phẩm, các anh chị nhìn lãnh đạo triển lãm sản phẩm được không ạ? Được. Mà không phải là chính thức các anh chị lãnh đạo chính quy triển lãm nha các anh chị, chính quy mà triển lãm là các anh chị nhìn vô là mê liền, mê liền. À, sao chép thì nó tròn tròn xong rồi nó hơi méo chút rồi, nhưng mà là gì nó vẫn đẹp hơn là gì ạ? Nó không có vô hình thể gì, được không ạ? Mình phải tham gia liên tục, mình làm người phụ liên tục thì mình sẽ là người chính, được không các anh chị? À, cho nên là gì ạ? Mình học rồi, biết rồi, làm chưa? Hỏi làm chưa? Làm rồi, làm có liên tục hay không? Hay làm 3 bữa là nghỉ 5 bữa, làm 3 bữa nghỉ 10 bữa, làm 1 tháng một lần, sau đó thì tháng sau quay lại là gì ạ? Bắt đầu học lại từ đâu? Có không? Có. Trời ơi, Thảo nhìn thấy rất là nhiều. Hội nghị gia đình Thảo đến, Thảo hướng dẫn cho hết xong rồi là gì ạ? Ok, xong rồi gì ạ? À, có chị thì cười, chị biết là chị đã bị rồi cho nên là chị cười. Cười là biết rồi đó, cái gì ấy tràn quá tay đi ạ. Cười là biết mình đã gì ạ? Đã sai. Mà sai mà biết mình sai là sẽ sửa. Thì sẽ gì ạ? Sẽ tốt thôi, đúng không anh chị? Cho nên là chị ấy xứng đáng tràn quá tay chứ không có gì trơn á. Làm liên tục, hư xong rồi trở thành gì ạ? Thành tròn. Hư xong trở thành gì ạ? Nên cứ phải liên tục, đừng có sợ hư cái gì. Cái thông minh nhất của Amway là gì ạ? Bạn cứ xung phong lên, bạn làm, bạn mượn người của người khác để trưởng thành năng lực của mình. Amway cho bạn mượn người của người khác để trưởng thành năng lực của mình, nhưng tại sao bạn không mượn? Đúng không ạ? Đúng chưa? Mà cứ lãnh đạo kêu em ơi hôm nay đứng lên demo sản phẩm nha. Thôi lãnh đạo ơi em sợ lắm, em không biết làm. Thôi lãnh đạo ơi hôm nay em bận rồi, nhưng mà thật ra không có hề bận. Đúng không ạ? Mà sợ làm. Đó là cơ hội để các anh chị mượn người của người khác để mình trưởng thành năng lực của mình. Và Amway có điều đặc biệt nữa, hệ thống Radonama có điều đặc biệt nữa là gì ạ? Mượn năng lực của người khác để phát triển sự nghiệp kinh doanh của mình. Hai cái đó mà các anh chị phát hiện hết cỡ là các anh chị trở thành là gì ạ? Đài mình, đúng rồi. Cho anh chàng vỗ tay. Cứ liên tục đi trung tâm đi các anh chị, cứ liên tục đi hội nghị gia đình đi, và liên tục xung phong nhận nhiệm vụ là giống như chương trình tối ngày hôm nay vẫn còn thiếu người demo sản phẩm cá nhân gia dụng. Các anh chị ai xung phong cho Thảo giơ tay? Có rồi. Lãnh đạo sợ nhiều người xung phong quá, lãnh đạo phải lên tiếng có rồi. Sợ mất phần đâu các anh chị. À, cho nên là gì ạ? Đó là gì ạ? Cơ hội để các anh chị gì ạ? Liên tục làm và trưởng thành cái năng lực của mình. Mình có năng lực. À, cho nên là hôm nay lấy được nhiều ý kiến đúng không anh chị? Hồi ngày xưa Thảo cũng vậy thôi. Ngày xưa Thảo cứ liên tục đưa người vào các anh chị. Đưa người vào mượn năng lực của các lãnh đạo, mượn năng lực của lãnh đạo Dương Văn Vượng, mượn năng lực của các lãnh đạo hiện tại bây giờ đã lên Diamond, lên EDC rồi. Thì lúc đó Thảo mượn liên tục thì sự nghiệp kinh doanh của Thảo phát triển. Khi phát triển rồi thì mình phải trưởng thành năng lực của mình đúng không anh chị? Cho nên là gì ạ? Thảo liên tục nhận nhiệm vụ, làm cái gì Thảo cũng làm, xót vé cũng làm, xếp ghế cũng làm, mà gì ạ? À, đi làm hậu cần, mua hoa cài bông, kiểu gì Thảo cũng làm hết. Sau đó là giờ là gì ạ? Cái gì làm cũng được. Đó là điều đặc biệt của sự nghiệp kinh doanh Amway, nó là như vậy các anh chị, nó đơn giản vậy thôi. À, rồi bây giờ chưa biết OBB mà giống như lãnh đạo Hà nói là phải gì ạ? Công phu lắm đúng không ạ? Đúng chưa? Thì người của mình nhiều, có 6 người thôi mà, mình chỉ cần có 6 người thôi mà. Người ở đâu nhiều để mình luyện công phu đúng không ạ? Phải mượn người của người khác không?
mà có người cười. Người lạ là đúng một chuyện rồi, nhưng mà mượn người của người khác để luyện công phu đúng không chị? Đó là lợi hại nhất rồi. Rồi tiếp tục, đây là năng lực đúng không các anh chị? Trưởng thành năng lực. Thế là mục tiêu của các anh chị bao giờ trưởng thành cái năng lực này do các anh chị quyết định. Anh chị trưởng thành cái năng lực này để thực hiện ước mơ của các anh chị thì có phải các anh chị phải có mục tiêu khi nào mình trưởng thành năng lực đó thì mới thực hiện được ước mơ của mình, do mình quyết định. Thời gian một tháng hay một ngày hay là gì 10 ngày hay là bao nhiêu, Thảo lúc đó là bao nhiêu 3 tháng thì cần làm gì? Trong vòng 3 tháng là năng lực OPP phải có. Trong vòng 3 tháng đó năng lực gì tổ chức hội nghị gia đình phải có, năng lực gì minh họa sản phẩm phải có, năng lực trả lời thắc mắc phải có, đúng không ạ? Đúng chưa ạ? Năng lực và hẹn gặp phải có. 3 tháng lên 21% mà hẹn gặp không có gì, hẹn gặp được thì làm sao mà lên 21%, đúng không anh chị? Đúng. Cho nên là gì ạ? Phải trưởng thành cái năng lực đó trong vòng thời gian bao lâu? Đó là mục tiêu đúng không các anh chị? Mục tiêu 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng là nhất định mình phải làm được những điều đó. Bạn xác định được như vậy thì bạn sẽ rất là rõ ràng cái mục tiêu như vậy. Cho nên là từng cái từng bước mình trưởng thành, đúng không ạ? Rồi đây là mục tiêu về năng lực, bao lâu là do các anh chị quyết định, sau đó là gì? Tới thành tích. Có phải là gì anh, năng lực mình trưởng thành rồi thì thành tích mình nó mới xuất hiện, đúng không ạ? Năng lực trưởng thành, năng lực có rồi thì thành tích lúc này xuất hiện. Đừng để thành tích xuất hiện rồi mà năng lực chưa có thì thành tích ảo. Ví dụ hôm nay Thảo có một hệ thống đi, thành tích của Thảo là Emerald, nhưng năng lực của các anh chị không phải là Emerald. Thảo trao cái gì thành tích đó cho các anh chị thì các anh chị có dẫn dắt, các anh chị có quán xuyến, các anh chị có giúp phát triển được cái hệ thống đó không ạ? Hay là vài tháng là mất tiêu, đúng không? Đúng chưa ạ? Cho nên là trưởng thành năng lực để có thành tích là cái mà thành tích ổn định nhất, bền vững nhất. Lãnh đạo Hùng nhớ nhắc kìa. Rồi bây giờ thành tích thì thành tích như thế nào? Có phải là thành tích đầu tiên là 6% đúng không anh chị? Đúng không ạ? Thực ra mục tiêu là mục tiêu 21% là mục tiêu đầu tiên, đúng không ạ? Mục tiêu đầu tiên là nhất định phải lên 21%. Vì sao? Vì sao mục tiêu đầu tiên là 21%? Không phải vì 50 triệu đâu các anh chị. Không phải vì lên 21% là có 50 triệu đâu các anh chị. 50 triệu thì không hấp dẫn được rất là nhiều giống như là anh Uy rồi này kia, 50 triệu không hấp dẫn anh đâu. Duy doanh nghiệp mà. Cho nên là 50 triệu không phải là gì là mục tiêu là cái mục tiêu hướng đến, mà 21% là cái mục tiêu đầu tiên để các anh chị hướng đến. Hoàn thành 21%, các anh chị giúp cho 6 người 21% thì các anh chị sẽ là đại mình, 3 người là Emerald. Tại vì 21% 6 tháng là Latinum, đúng không ạ? Các anh chị hoàn thành thành tích 21% 6 tháng là các anh chị là Latinum, mà 6 Latinum là Diamond, 3 Latinum là Emerald, đúng chưa ạ? Có phải là phải, cái này là đầu tiên đúng không? Rồi đầu tiên thì
Tiền đâu? Tiền đâu thì ở chỗ này nè các anh chị. Các anh chị hỏi tiền đâu là xác định lại cái ước mơ của mình á, thì nó sẽ ra tiền. Thì thời đó Thảo đi 33 triệu thì làm gì hỏi tiền đâu, đúng không ạ? Đúng chưa? À, cho nên là tiền đâu là không phải là vấn đề. Quan trọng là ước mơ của bạn ở đâu mới là vấn đề. À, rồi 21% có phải là bắt đầu từ 6% chuẩn không ạ? À, 6% chuẩn là như thế nào? 6% chuẩn là như thế nào ạ? Có phải là gì ạ? Tự dùng 6%, chưa dùng mà 20 khách hàng là mệt đó, đúng không ạ? Khách hàng đầu tiên là mình, người đầu tiên là mình, 6% đầu tiên là mình. Đừng có nghĩ mua 6% về bán cho ai hết. Thảo ngày xưa 6% Thảo dùng. Thảo mua 6% là thời 2009, 6% là 6,1 triệu là được 6%. Thảo mua hẳn 10 triệu, 10 triệu gần được 9% các anh chị, gần 9%. Nhưng mà có những cái mà ở Việt Nam chưa có, là thời đó Thảo bị bao tử mà, bị viêm cuống bao tử, à, rồi dạ nám, mà sản phẩm nám ở Việt Nam thì chưa có, và sản phẩm dạ protein ở Việt Nam chưa có, cho nên là dạ gửi từ nước ngoài về protein và sản phẩm trị nám. Đó, để làm gì các anh chị? Để làm gì ạ? Để làm gì ạ? Thay đổi. Thay đổi. Lãnh đạo Hà nãy chia sẻ rồi đúng không ạ? À, rồi. Tự dùng 6%. Tất cả sản phẩm các anh chị phải đem ra các anh chị tự dùng. Đừng có đem cho mẹ mình hay là bố mình hay là cho ai đó dùng mà sau đó là gì ạ? Mình nói mình hoàn thành 6%. Không phải. Các bạn phải tự trải nghiệm cái nước giặt đồ nó gì ạ? Nó sướng là sướng ở chỗ nào? Nó sạch là sạch cái chỗ nào? Tại sao nó sạch cái vết búp bi? Tại sao nó sạch cái cổ áo? Là làm như thế nào nó sạch? Đúng không ạ? Rồi cái kem đánh răng tại sao mà mấy ngày thì nó dạ không có còn chảy máu chân răng nó hả? Không có hôi miệng nó như thế nào? Cái đó các anh chị phải gì ạ? Phải là người cảm nhận và diễn tả được bằng sự chân thật của mình. Đó là 6% tự dùng. Và sau đó là gì ạ? Trong vòng 3 tháng phải có 20 khách hàng thường xuyên. Hồi nãy xây dựng 20 khách hàng thường xuyên ok chưa ạ? Có phải từ tự dùng không ạ? Đúng không ạ? Rồi 3 tháng xây dựng 20 khách hàng thường xuyên. 3 tháng là cái tiêu chuẩn, còn mục tiêu của các anh chị bao lâu là do các anh chị đặt mục tiêu cho mình. Thảo không thể nào ép Thảo 3 tháng nhưng mà Thảo ép lãnh đạo Dũng 3 tháng được. Đúng không ạ? Cho nên là mình phải tự xác định mục tiêu cho chính mình. Mà mục tiêu của mình xác định được là do cái ước mơ của mình xác định. Ví dụ như Thảo, ước mơ của Thảo năm 55 tuổi là gì ạ? Không làm gì nữa, nhất định phải lên FC. Đúng không ạ? Năm nay 51 rồi, có 4 năm nữa thôi. Và mục tiêu của Thảo là lên FC rồi, con của Thảo đi học không phải làm việc của nó phải làm, mà làm việc của bạn ấy thích, khác nhau, đúng không ạ? Làm việc phải làm là học cái chuyên môn đó, học cái trường đó, học cái bằng đó, về làm việc phải làm. Còn các bạn ấy là gì ạ? Làm việc mình thích. Được rồi. Có rất là nhiều bác sĩ làm việc vì mình thích làm bác sĩ. Bác sĩ mà làm vì không kiếm tiền thì sao ạ? Bác sĩ tuyệt vời đúng không anh chị? Vì cứu người khác, vì giúp người khác có sức khỏe thì là tuyệt vời hơn, đúng không ạ? À, cho nên là gì ạ? Để các bạn làm việc các bạn thích. Được không anh chị? Hả? Là mục tiêu của Thảo. Rồi, đó là có phải là gì ạ? Ước mơ mà, ước mơ của Thảo là như vậy mà 5 năm nữa, 4 năm nữa, 5 năm, 5
40 tuổi, 55 tuổi là phải là mục tiêu không các anh chị? Có thời hạn không? Có. Đó cho nên là gì ạ? Ước mơ và mục tiêu nó phải cụ thể như vậy. Ước mơ của Thảo là như vậy, nhưng nhất định 5 năm nữa phải thực hiện được. Đó là mục tiêu. À, rồi. 6% 20 khách hàng thì cái 6% này là chuẩn. Sau đó bạn giúp cho sáu phần trăm là đến bao nhiêu nữa ạ? 12%, đúng không các anh chị? Đúng. 12% rồi mới đến 21%. Có phải bạn 6% giúp cho 4 người 1, 2, 3, 4 4 người 6% là 12%. Ngày xưa Thảo làm chuẩn vậy các anh chị. Còn có 10 phút nữa hết giờ rồi các anh chị, mà Thảo mới có tới này, chưa có kế hoạch, chưa có hành động. Các anh chị cho Thảo trầm có tay. Rồi, 6% giúp cho 4 người, 6% là bán 12%. Được chưa ạ? Và 4 người 12% là bạn là 21%. Đó là cái gì ạ? Cái sơ đồ chuẩn nhất, con đường chuẩn nhất. Thế thì 6% này thì lúc này là bạn gì ạ? Bạn có thành tích thì là gì ạ? Phần trăm là 6, 12, 21. Và tiếp tục là thành tích gì nữa ạ? Thành tích gì ạ? Người. Có phải là có 4 người không? Người trong hệ thống, người trong đại hội thành công. Đúng không các anh chị? Đúng. À, thế bao lâu các anh chị đặt mục tiêu bao lâu hoàn thành 6%? Bao lâu có 20 khách hàng thường xuyên? Bao nhiêu có gì ạ? Khách hàng thường xuyên. Bây giờ có một khách hàng cũng đã hoàn thành 6% rồi. Đúng không các anh chị? Tháng sau có khách hàng nữa cũng hoàn thành được 6%. Đúng không ạ? À, thế thì bao lâu các anh chị hoàn thành được cái 6% chuẩn này? Tháng nào cũng có. Tháng đầu tiên là tự dùng. Nhưng mà tự dùng có khách hàng được không ạ? Được. À, giống như chương trình tối hôm nay mà đưa người đến là gì ạ? Có phần trăm rồi đó. Rồi, 12% là bao lâu? Và số lượng người này là gì ạ? Bao giờ đủ? Nếu như một tháng một người thì đại hội thành công đưa một người đến. Nếu như mà 3 tháng, 4 tháng mới đạt 12% thì mỗi một tháng gì ạ? Đưa một người đến. Mà 2 tháng thì mỗi một tháng 2 người đến, đúng không ạ? À, tính ra như vậy là mình biết là gì ạ? Mục tiêu của mình ở đâu. Rồi, thì 6% lúc này là gì ạ? Bắt đầu là gì ạ? Thành tích người. Rồi gì nữa? Số người sau đó là gì ạ? À, lên 21%. À, gì ạ? Tiếp tục. Mỗi một cái nhóm này phải gì ạ? Phát triển ra 666 nữa. Thì lúc này bạn bắt đầu phải gì ạ? Đi hỗ trợ tuyến dưới của mình ra người. Thì lúc này cần năng lực gì? Đầu tiên bạn 6% và bạn gì ạ? Giúp cho 4 cái người này 6% thì có thể tuyến trên của bạn giúp cho bạn tổ chức hội nghị gia đình nè. Giúp cho bạn gì ạ? Theo sát 1:1 nè. Giúp cho bạn nói về gì ạ? Ước mơ nè. Giúp cho bạn gì ạ? Những cái năng lực mà bạn chưa thể trưởng thành được, chưa thể kịp làm được. Thì lúc này bạn phải bắt đầu là gì ạ? Ra tiếng dưới. Thì lên 21% thì bạn cần mấy năng lực? Năng lực tổ chức hội nghị gia đình. Có phải là gì ạ? Những cái hội nghị gia đình của bạn và của tuyến dưới bạn là lãnh đạo của bạn, tuyến trên của bạn, tuyến ngang của bạn đến giúp bạn tổ chức rồi đúng không ạ? Và nhà của tuyến bạn của bạn đã tổ chức rồi đúng không ạ? Để bạn mượn sức mà. Thì bạn lúc này có học không ạ? Học nhiều không ạ?
Mình học ở nhà tuyến bạn của mình, sau đó là gì ạ? Về tổ chức ở nhà của mình, có phải là gì mình trưởng thành không? Thì sau này mình đi tổ chức cho những cái ông này chứ, đúng không ạ? Mình tổ chức lại cho những cái ông này chứ, đúng chưa? À, thì mình mới lên 21% đủ năng lực. Đủ năng lực. Rồi. Tự nhiên nhắc giờ cái lãnh đạo bá nói thôi giờ không tính giờ nữa, không chơi giờ nữa. Được không các anh chị? Các anh chị có tính giờ không ạ? Cho thảo nào với thầy. Chứ nhiều đây mà tính giờ là thảo không có kham hết các anh chị. Nhiều mà đúng không ạ? À, mà phải chi tiết thì các anh chị mới hiểu được. Rồi. Bây giờ là gì ạ? Mục tiêu khi nào hoàn thành 6%, mục tiêu khi nào hoàn thành 12%. 12% gồm có gì ạ? Người và thành tích. Được không ạ? Rồi, sau đó là đến gì ạ? Khi bạn đặt mục tiêu 21% thì cần năng lực là gì ạ? Tổ chức hội nghị gia đình. Và năng lực là MC. Năng lực làm gì nữa? MC ở hội nghị gia đình nè. MC ở đâu nữa ạ? Hội nghị sau hội nghị. Hội nghị sau hội nghị. MC hội nghị sau hội nghị quan trọng không anh chị? Cực kỳ quan trọng. Lên 21% rồi mà chưa biết làm MC ở hội nghị sau hội nghị là có vấn đề á. Đúng không ạ? À, là lúc này là phải gì á? Học cách làm MC ở hội nghị sau hội nghị. À, trước hội nghị, trong hội nghị, là sau hội nghị đó, đúng không cái gì? À, MC hội nghị sau hội nghị. MC hội nghị sau hội nghị là có phải là dẫn dắt không ạ? Đúng không ạ? Mình dẫn dắt được thì mình mới bắt đầu về dẫn dắt chương trình cho gì ạ? Tuyến dưới của mình, đúng không cái gì? Đó là những cái năng lực cần cho mình khi lên 21%. Ai chưa hoàn thành. À, minh họa sản phẩm OBB gì ạ? Đi trả lời thắc mắc đi gì ạ? Làm liệt kê danh sách cho tuyến dưới tất tần tật, cái đó là phải gì ạ? Biết làm hết. Mà chưa biết làm là chưa lên 21%, đó là chuyện rất là bình thường. Mà lên 21% rồi mà chưa biết làm đó thì nhất định phải luyện cái đó. Thì cái 21% của các bạn không rớt xuống. Được không ạ? Được. Rồi. Tiếp. Tới kế hoạch, đúng không các chị? Hết bản rồi. Thôi các anh chị ghi rồi đúng không ạ? Rồi. 21% cần những năng lực đó thì lúc này phải lên kế hoạch. Kế hoạch để làm gì ạ? Kế hoạch là bạn vẫn còn đi làm truyền thống đúng không ạ? Thời gian của các anh chị vẫn còn đi làm truyền thống đúng không các anh chị? Vẫn còn rất là nhiều việc chứ không phải là gì ạ? Đã toàn thời gian. Cho nên là gì ạ? Khi mà bạn lên 21% bạn cảm thấy cái thu nhập đó ok rồi, và cái hệ thống, cái đội nhóm, số lượng người của mình, thành tích của mình ok rồi, thì lúc đó bạn đốt tiền hay không là đó là do bạn quyết định. Được không ạ? 12% mà ổn định, 15% mà ổn định á, thì lúc đó đốt thuyền cũng ok rồi. Đốt thuyền để mạnh hơn, để gì ạ? Để mình có kế hoạch nhiều hơn và trưởng thành năng lực nhanh hơn, để mình lên 21% thì càng tốt. Đúng không các anh chị? À, cho nên là khi mà Thảo bắt đầu đặt mục tiêu 21% trong vòng 3 tháng thì lúc này nè, thay vì 5 giờ sáng Thảo dậy thì 4 giờ là ông xã Thảo dậy, nhưng mà Thảo là 5 giờ sáng dậy. Dậy để làm gì?
đi ra chợ, những cái mối của mình á họ chuẩn bị đồ sẵn hết rồi, thì mình gì ạ, lấy mang về, lấy mang về xong 6 giờ là nhân viên của mình đã đến, là tất cả có hàng để họ làm việc. Thì lúc này Thảo không có gì ạ, không có dậy 5 giờ nữa mà là dậy 4 giờ. Kế hoạch mà, đúng không anh chị? Thì mình đang còn truyền thống thì mình phải gì ạ, làm nhiều việc hơn một chút xíu, lên 21% rồi thì cứ ngủ tới 8 giờ cũng được mà, đúng không các anh chị? Bây giờ ngủ cả ngày cũng được, chẳng sao hết. Thảo bây giờ ngủ cả ngày không ai la hết hả? À, vì mục tiêu của mình không ngủ nữa thôi, chứ còn là dạ không ai dám la hết, đúng chưa? Thì 4 giờ sáng dậy, dậy làm gì? Làm những cái việc này, thay vì 5 giờ mình đi chợ thì 4 giờ sáng họ đã dạ có hàng cho mình rồi. Mình nói với mối của mình là gì, mai 4 giờ tôi ra lấy đồ, thì họ có dám nói để 5 giờ không ạ? Không, 5 giờ là tôi đi lấy của thằng khác. Thì 4 giờ Thảo đi lấy hết đồ đó rồi, về để sẵn. Xong rồi những cái việc gì mà lúc mà người khác còn đang ngủ mà mình làm được thì mình làm hết đi. Đó là kế hoạch, đúng không các anh chị? À, phải lên kế hoạch để mình làm chứ. À, thì 4 giờ dậy làm hết tất cả những cái việc đó, 6 giờ nhân viên đến là Thảo đi. Thảo đi. Đi làm gì? Đi làm mục tiêu, đúng không ạ? Đi làm mục tiêu. Mà mình có gì ạ? Không hoàn thành những cái việc ở nhà không? Có không? Vẫn làm tốt việc ở nhà mà, đúng không các anh chị? Làm tốt việc ở nhà xong rồi mới đi. Thì có ông nào không dám la đâu, đúng không các anh chị? Việc làm xong rồi đi thôi. À, thì các anh chị phải gì ạ? Phải xác định là mình đang trong giai đoạn là gì ạ? Bán thời gian. Cho nên nhất định phải gì ạ? Tiết kiệm thời gian khi người khác còn đang ngủ. Và 4 giờ chiều là bắt đầu Thảo mở cửa. 4 giờ chiều á các anh chị, 4 giờ là Thảo mở cửa. Là 4 giờ chiều là ông xã Thảo không có nhà đâu. Là giờ đó là giờ Thảo mở cửa. Chiều á các anh chị, là tới trưa là ảnh đi rồi. Thì tới 4 giờ chiều là phải mở cửa. Thì Thảo đi học, đi làm cái gì, đi OBB, làm gì làm thì đúng 3 giờ rưỡi là Thảo về. Từ lúc 6 giờ sáng mọi người vô ổn định rồi, tầm khoảng 7 giờ Thảo đi. 7 giờ Thảo đi. Thì đến 3 giờ rưỡi chiều là phải có mặt ở nhà. Được không ạ? À? Làm việc cần làm. Và thời gian này là thời gian làm tham quay. Và 7 giờ sáng Thảo đến cửa của nhà lãnh đạo của Thảo, tiếng trên của Thảo á. À, đến cửa, đến trước cửa chờ. Tiếng trên của Thảo đúng 8 giờ mới dậy. Mới đầu tại vì mình không biết, mới đầu không biết, vài tầm khoảng là gì 10 ngày tuần đầu Thảo không biết, cứ 7 giờ là có mặt. Nhưng mà chờ mãi đến 8 giờ là gì ạ? Mới bình minh. Mình biết rồi, cho nên là gì ạ? Mình tới sớm hơn tí xíu, nhưng mà tới trễ quá thì người khác hút đi rồi, lấy gì đâu mình mượn sức. Cho nên là Thảo cứ 7 giờ chờ ở cửa ra là Thảo bê đi mất rồi, còn nhánh khác tới sau là gì ạ? Không còn lãnh đạo đâu đi. Đúng không anh chị? Đúng. Vì mình có mục tiêu, mình có kế hoạch rồi. Cho nên là gì ạ? Cứ 7 giờ là Thảo ở cửa rồi, mở cửa ra là gì ạ? Thảo đứng ở ngay cửa rồi. Là lãnh đạo là của Thảo rồi. Tiến trên là của Thảo rồi. Ai giành được nữa, đúng không? Thảo chở đi miết với Thảo tới 3 giờ rưỡi chiều về trả. Rồi ai làm gì đó làm. Lúc này hết sức rồi, làm gì nữa, đúng không các anh chị? Vắt hết rồi. Đó, cho nên là gì ạ? Thảo liên tục đi cùng với người lãnh đạo tiến trên của mình để học năng lực minh họa sản phẩm, năng lực OBB, năng lực trả lời thắc mắc. Mà phải làm việc cho mình không các anh chị? Đúng không ạ? À? Thông minh không ạ? À? Quá thông minh đúng không các anh chị? À, liên tục. Cho nên là sau khi mà Thảo lên 21% đó các anh chị,
là lãnh đạo của Thảo đuối, đuối sức luôn, làm có nhánh của Thảo à, mấy nhánh kia không phát triển nổi. Nhưng lúc đó không hiểu, lúc đó ai dạy quan niệm thái độ đâu, không ai dạy hết. Lúc đó là gì ạ? Vì mình có ước mơ, mình có mục tiêu, mình có kế hoạch là mình rinh thôi. Cho nên người có ước mơ, có mục tiêu, có kế hoạch là có gì ạ? Có thành tích, có lợi hại, đúng không các chị? Đúng không ạ? Chẳng biết gì hết, nhưng mà biết là gì ạ? Ước mơ của tôi như vậy, mục tiêu của tôi như vậy, kế hoạch của tôi như vậy, là cứ thế là làm thôi. Không nghĩ gì hết. Không nghĩ là gì ạ? Là lãnh đạo của mình làm cho mình rồi, vì lãnh đạo có một nhánh, mình cũng chẳng biết là lãnh đạo có nhánh, lãnh đạo không có tiền. Đúng không? Không biết cái gì hết, chỉ biết là có ước mơ, có mục tiêu, có kế hoạch là đi hành động. Đúng chưa ạ? Đúng không ạ? Đó là hành động chứ gì? Kế hoạch là gì ạ? Cưới là mỗi một ngày, mỗi một ngày, mỗi một ngày, từ 7 giờ sáng đến 3 giờ rưỡi chiều. Có hôm nào mà có khách mà hẹn buổi tối á các anh chị? Hôm nào mà khách hẹn buổi tối á, thì Thảo nói trước với ông xã Thảo là hôm đó là gì ạ? Vợ về tới gì ạ? 10 giờ đêm, tới 9 giờ đêm thì chồng ở nhà đón con, mọi thứ. Đó là kế hoạch trước, đúng không các anh chị? Cho nên là gì ạ? Kế hoạch các anh chị phải lên. Và kế hoạch đây là dành thời gian, đúng không ạ? Kế hoạch để các anh chị thay đổi bản thân. Trong cái thời gian mà đi với lãnh đạo này mà không có kế hoạch thay đổi bản thân á, thì không ảnh hưởng được ai hết. Đúng không? Không có gì ạ? Mặc đồ xinh xinh lên nè, không có gì ạ? Thảo thì đặc biệt, ngày xưa thì không bao giờ trang điểm, không bao giờ môi son, không bao giờ sữa rửa mặt cũng không rửa, mà sữa tắm cũng không tắm. Nói thật các anh chị chứ không có nói đùa đâu. Vì là gì ạ? Sản phẩm ở ngoài thị trường á, da của Thảo cực kỳ nhạy cảm, vô cùng nhạy cảm. Chỉ cần đụng vào sản phẩm ở bên ngoài thị trường là nổi mẩn lên, rồi gì ạ? Nổi mụn lên và rất là ngứa. Cái lưng rất là ngứa, cho nên không tắm được sữa tắm ở bên ngoài. Và sữa rửa mặt tất cả mọi thứ không xài. Không xài được. Thời gian mà Thảo xài Atitri các anh chị là gì ạ? Phải tập dần xài từ 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 từ. Vì cái sản phẩm Atitri của mình là sản phẩm gì ạ? Kích ứng da thấp nhất. Là sản phẩm thiên nhiên và là sản phẩm thuần chay. Thời đó thì chưa có thuần chay, nhưng bây giờ là thuần chay. Và sản phẩm kích ứng da thấp nhất mà bạn dùng không được nữa thì làm gì bạn dùng được ở bên ngoài kia, đúng không ạ? Phải có thời gian dần dần tập dần. Và Thảo bắt đầu thay đổi bản thân mình, dùng sữa rửa mặt, dùng kem dưỡng da, dùng gì ạ? Kem trị nám, dùng kem gì ạ? Chống nắng, rồi gì ạ? Xài sữa tắm. Sữa tắm nhà mình xài sướng không ạ? Xài không phải lên mụn, tại vì xài một lần số nước là nó đi hết rồi. Cho nên là gì ạ? Thảo mê sản phẩm, Thảo yêu sản phẩm từ cái gì ạ? Lần đầu tiên luôn. Cho nên là yêu mê xong là say sưa các anh chị. Đó. Rồi. Thì lúc này mình thay đổi bản thân, thay đổi gì? Thay đổi cách ăn nói. Thay đổi cách gì ạ? Giao tiếp. Thay đổi cách gì ạ? Thảo diễn tả không được đâu các anh chị. Thay vì hôm qua ông xã Thảo chia sẻ là gì, thay vì về là mình đi về mình máu me là té xe là hai cái đầu gối trầy, rồi cái cùi chỏ này trầy, rồi cái tay này ở chỗ này là đang máu, đang rát, đang đau, nhưng mà mặc đồ kín mít, ngày hôm sau nhìn không thấy. Đáng lý ra là đi ca nhắc, nhưng mà không đi ca nhắc luôn các chị. Ráng đi đừng sao, đừng cho nó nhắc luôn. Có phải thay đổi không? Chứ nếu như mà không hiểu, không thay đổi thì là gì ạ? Tôi đi ở ngoài đường về tôi thả bị như vậy thì về là gì ạ? Không hỏi han, không gì ạ? Yêu thương, không gì ạ? Chăm sóc thì thôi á, rồi ở đó mà kêu tôi phải gì ạ? Vuốt ve tôi phải nhẹ nhàng, không có. Đúng không ạ? Nhưng mà vì mình, vì ước mơ, vì mục tiêu của mình, cho nên là mình thay đổi. Là mình không có lên cơn nữa.
Vậy mới tỉnh ngủ đúng không anh chị? Cơn lúc đó không lên nữa mà hạ hết xuống hả, nó thay đổi mà đúng không anh chị? Hả, thay vì 5 giờ và 4 giờ là thay đổi đúng không anh chị? Thay đổi bản thân của mình và thay đổi rồi đi theo người lãnh đạo, rồi đi theo người lãnh đạo. Hai nữa là năng lực, hồi nãy năng lực Thảo nói hết rồi, năng lực làm MC, năng lực rồi hết rồi, thì bây giờ qua đến hành động. Đó là kế hoạch. Ở cái năng lực và cái thay đổi này, cái kế hoạch này, các anh chị bao lâu, trong thời gian bao lâu, một ngày, hai ngày, ba ngày, năm ngày, như thế nào, đó là do mình, kế hoạch của mình. Một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng, ba tháng, khi nào bạn thay đổi, đúng không ạ? Khi nào bạn thay đổi, khi nào bạn đứng lên, bạn dạ sắp xếp một cái chương trình hội nghị gia đình, đó là do bạn. Ừ. Rồi hành động à, trên đây rồi, hành động. Hành động cái gì? Có phải là khi mình có mục tiêu rồi, có kế hoạch rồi, thì mình phải gì ạ? Học tập. Học tập hàng ngày. Học tập hàng ngày, nghe ghi âm hàng ngày, đi về, thời gian đi về, đi làm về, sau đó là gì ạ? Đọc tài liệu, xem tài liệu. Ngày xưa các anh chị giờ vào YouTube, vào gì ạ? Ghi âm là các bạn nghe lại được rồi đúng không ạ? Hồi xưa Thảo, bây giờ Thảo còn mấy thùng tài liệu các anh chị. Ngày xưa là tài liệu là đọc, lãnh đạo Văn Vượng lấy về xong rồi dịch ra các anh chị. Dịch ra xong rồi gì ạ? Bắt đầu là gì ạ? Ôm nóng tài liệu đó, đọc. Đọc xong học, lấy kiến thức của Nutrilite, lấy kiến thức dinh dưỡng, lấy kiến thức dạ Artistry, lấy kiến thức của sản phẩm. Mà cái khổ một cái là cái gì? Nutrilite, Artistry là sản phẩm của mình, hầu như là tiếng Anh hết. Kể cả nước rửa chén cũng là dạ tiếng Anh đúng không các anh chị? Kêu tiếng trên của Thảo á, là cử nhân Anh văn. Khổ cái chỗ này nè các anh chị, tiếng trên của Thảo bảo trợ ra Thảo là cử nhân Anh văn. Cho nên là minh họa sản phẩm là không đọc là nước rửa chén đâu, nó đâu có đẳng cấp đúng không ạ? Là gì ạ? Là deep drop đúng không ạ? Ôi trời ơi, cái chữ đó thôi mà Thảo học mấy đêm mấy ngày đó các anh chị ạ. À. Nhưng mà mình có mục tiêu, mình có ước mơ, mình muốn thay đổi. Cho nên là gì ạ? Giờ cái chữ tiếng Anh gì Thảo cũng đọc được trơn, mặc dù không có cái bằng Anh văn nào ở trơn á. Có rất là nhiều người hỏi Thảo, trời không biết tiếng Anh sao đi thi được Artistry, không biết tiếng Anh thì sao đi thi được, lấy được cái bằng dinh dưỡng của Viện Dinh dưỡng Quốc gia. Có phải là tiếng Anh không, thành phần tất tật các thứ trong đó là tiếng Anh không đúng không các anh chị? Đúng. Trời muốn thì có cách thôi, là thay đổi thôi, là học thôi đúng không các anh chị? Đúng không? Hành động là gì ạ? Là học. Là học. Thảo liên tục học, học, học. À, chương trình là ngày mốt là thi Artistry nè các anh chị. Xong ở đây với các anh chị, chương trình tối nay xong với các anh chị rồi là đêm nay về là bắt đầu ngồi vô là luyện. Luyện các anh chị đâu có nhìn thấy đâu. Đúng không ạ? Đúng. Cái thời gian mà ở đây với các anh chị vẫn là gì ạ? Cam kết ở đây với các anh chị. Vẫn làm việc với các anh chị nhưng mà là gì ạ? Cần nâng cao năng lực của mình, nâng cao cái gì ạ? Cái kiến thức của mình, nâng cao mọi thứ của mình thì phải gì ạ? Luyện. Luyện cái giờ mà gì ạ? Không liên quan đến làm mục tiêu. Được không ạ? Thì về bắt đầu là gì ạ? Luyện xong là gì ạ? Tới ngày là đi thi. Lên đường đó học rồi biết hả. À, trưa nay các anh chị nghỉ trưa, Thảo hả? Trưa đi ra chụp hình, trưa đi ra đi công chứng chứng minh để làm hồ sơ tài liệu để ngày mai là gì ạ? Đầy đủ hồ sơ để đi thi. Ôi trời ơi, ở trong này mát thì chui ra ngoài kia nắng, trời ơi, nắng vô cùng nắng luôn, nhưng mà gì ạ? Vì là mình có mục tiêu rồi, vì cái kế hoạch của mình rồi là phi ra thôi. Mà không có mục tiêu, không có kế hoạch thì đã nắng quá đi vô trở lại,
đúng không các anh chị? Đúng. Nó khác nhau chỗ đó thôi à. Cho nên là gì ạ? Phải học, học và làm, đúng không ạ? Học và làm. Rồi xong, còn 5 phút nữa hết thôi các anh chị. Cười, lãnh đạo dưới đó cười. Còn 5 phút nữa hết. Rồi, đây là cái quá trình để các anh chị người mới để mà gì ạ? Đặt mục tiêu và lên kế hoạch và làm việc, thay đổi mình, đúng không ạ? Còn cái mục tiêu 6% nè, 12% hồi nãy nói rồi đúng không ạ? 21% nè. Rồi đây là mục tiêu Emerald nè, mục tiêu Diamond nè. Nhiều đó thôi, FC từ từ tính được không ạ? Làm à, em quay là phải làm lên Diamond. Cuộc sống Diamond mới gì ạ? Tự do được. Chỉ có Diamond mới tự do được, Emerald chưa tự do được đâu các anh chị. Emerald mà có hệ thống mà có chiều sâu á thì tự do được, thì nghỉ hưu được. Nhưng mà nghỉ hưu đó là con mình bắt đầu nó có những ước mơ lớn hơn thì nó phải làm lên nữa thì mới thực hiện những ước mơ lớn hơn. Chứ đó là tạm thời là gọi là nghỉ hưu ăn chơi là cho chính mình thôi, cho chính mình thôi. Chứ còn không gì ạ, không giúp được nhiều người khác, không làm được những việc to tát khác, được không các anh chị? Cho nên á là gì ạ? Đây là mục tiêu 21%. 21% là các anh chị phải có cái mục tiêu là gì ạ? Ngắn hạn, trung hạn, dài hạn. Ngắn hạn là sao? 3-6 tháng, 3-6 tháng phải lên 21%. Còn chơi trong âm quay 3-6 năm mới lên 21%, đó là gì ạ? Tàn tàn thôi cũng lên nè. Thiệt, 3-6 năm mới lên 21%, tàn tàn cũng lên nè. Nhưng mà là gì ạ? Nhất định, nếu như xem đây là sự nghiệp thực hiện ước mơ của mình thì 3 tháng hoặc 6 tháng hoặc là 1 năm nhất định phải lên 21%. Đó là ngắn hạn lên 21%, được không các anh chị? Được, được. 3, 6 hoặc 1 năm. Vì sao ạ? Người toàn thời gian thì 3 tháng. Người bán thời gian 8 tiếng thì là 6 tháng. Người bán thời gian chỉ còn mỗi một tuần có gì ạ? 2 ngày làm em quay thì 1 năm. Được không ạ? Thế thì tùy hoàn cảnh của các anh chị để các anh chị đặt mục tiêu cho mình và lên kế hoạch cho mình. Ví dụ như là một tuần các anh chị có 2 ngày thì ngày thứ bảy và ngày chủ nhật, đúng không các chị? Thì cái kế hoạch ngày thứ bảy và ngày chủ nhật đó là phải gì ạ? Phải kiếm bao nhiêu cái OV và học tập như thế nào. Và cái ngày thứ bảy chủ nhật đó mà đại hội và ngày thứ bảy chủ nhật đó là gì ạ? Chương trình đào tạo thì nhất định mình phải đến, đúng không ạ? Chương trình học tập nhất định không bỏ, học là đến, hội họp là đến mà, cái cửa đầu tiên mà. Cho nên là gì ạ? Nếu như mà được mất một tháng mà mất 3 ngày như vậy rồi thì những ngày kia mình phải làm bù. Cho nên là gì ạ? Ngắn hạn, trung hạn là khi nào lên Emerald. Có rất là nhiều người nói là gì ạ? Đừng có đặt mục tiêu lên Emerald. Không lên Emerald không lên được Diamond đâu các chị. Không lên Emerald là không lên được Diamond. Vì gì ạ? Mình làm gì ạ? 4x4 đúng không ạ? Đúng chưa? 4x4 mà không lên Emerald sao mà lên được Diamond? Phải đặt mục tiêu lên Emerald. Emerald là 2 năm hoặc 3 năm. Do mình quyết định. 2 năm thì là kế hoạch như thế nào? 1 tháng là bao nhiêu OV? 1 ngày là bao nhiêu thời gian? Và gì ạ? 1 năm là thành tích gì? Rồi, dài hạn là Diamond. Còn dài hạn nữa, dài nữa là FC. Tùy
Có người muốn lên FC, có người không muốn lên FC. FC tiền nhiều quá đè là không có thích, cho nên là không muốn lên FC, đúng không? Cho nên là đây là gì ạ? Nguyên một cái bảng ước mơ, mục tiêu, kế hoạch, hành động của các anh chị tùy từng cấp độ. Tại vì trong đây là có các anh chị lần đầu tiên, có các anh chị gì ạ? Rất là gì ạ? Ở cái thành tích 15% rất là lâu ngày rồi nhưng mà chưa lên, thì Thảo thêm cái chỗ này được không các anh chị? Được. Thì các anh chị sẽ gì ạ? Dựa vào đây để gì ạ? Thực hiện cái mục tiêu của mình. Và Thảo hôm nay chúc tất cả các anh chị có một ngày thu hoạch được rất là nhiều kiến thức.